để có thể móc được bất kỳ các mẫu nào thì trước tiên mọi người nên làm quen với các mũi móc len cơ bản trước, thì việc móc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ móc chậu cây. Bắt đầu móc chậu cây thì ở hàng đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một vòng tròn ma thuật, rồi móc vào vòng tròn ma thuật đấy 6 mũi đơn. Hiện tại thao tác như hình là chúng ta đang bắt đầu để móc vòng tròn ma thuật. Sau khi kéo được sợi len lên, vắt thành một vòng trên kim, rồi bắt đầu dùng kim móc để kéo sợi len qua cái vòng trên kim đấy để tạo thành một mũi bính. Như vậy là đã khởi tạo xong chiếc vòng tròn ma thuật. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Cách móc như sau: đâm kim vào vòng tròn, rồi đặt kim móc lên trên sợi len, sau đó kéo sợi len qua vòng tròn tạo thành 2 vòng trên kim, rồi kéo sợi len qua 2 vòng trên kim đấy. Như thế này là đã khởi tạo xong được một mũi đơn. Tiếp tục móc vào trong vòng tròn mũi đơn thứ 2. Cách móc cũng giống như mũi đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi đơn thứ 3. Mũi đơn thứ 4. Mũi đơn thứ 5. Mũi đơn thứ 6. Sau khi móc xong 6 mũi đơn thì chúng ta sẽ dùng sợi dây ngắn để rút lại tạo thành vòng tròn. Như vậy là đã xong hàng thứ nhất với vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định mũi móc đơn đầu tiên của hàng thứ nhất, chính là cái mũi này. Chúng ta sẽ dùng kim móc đâm vào cái chân mũi đấy, rồi kéo sợi len qua thành 2 vòng trên kim, kéo sợi len qua một vòng trên kim để tạo thành một vòng trên kim móc. Cách móc như vậy được gọi là móc mũi trượt. Chúng ta dùng mũi trượt để kết hàng thứ nhất. Sang đến hàng thứ hai, đầu tiên lên một bính, sau đó đâm tại cùng cái chân mũi đấy một mũi đơn. Sau khi móc xong mũi đơn đó, sẽ dùng cái đánh dấu đánh dấu vào mũi đơn đấy. Mũi đơn đấy chính là mũi đầu tiên của hàng thứ hai. Đánh dấu như vậy để chúng ta biết được đâu là mũi đầu tiên của hàng. Tiếp tục tại cùng cái chân mũi đấy, chúng ta đã móc tiếp vào đây một mũi đơn nữa. Như vậy là ở chân mũi đầu tiên chúng ta đã móc được 2 mũi đơn vào chung một chân. Khi mà 2 mũi đơn móc chung một chân như vậy còn được gọi là mũi tăng. Tiếp theo sang chân mũi bên cạnh, chúng ta đã móc vào đây 2 mũi đơn, một mũi đơn rồi này. Tiếp tục móc vào đây một mũi đơn nữa. Như này là xong mũi tăng thứ hai. Tiếp tục sang chân mũi thứ ba, lại móc vào đây một mũi tăng. Rồi sang chân mũi thứ 4, chúng ta lại móc vào đây một mũi tăng. Chân mũi thứ 5 cũng móc vào đây một mũi tăng. Và chân mũi thứ 6, chúng ta cũng móc vào đấy một mũi tăng. Như vậy là ở hàng thứ 2, 6 chân mũi chúng ta đều móc vào mỗi chân mũi một mũi tăng. Móc xong đến chân mũi thứ 6 thì chúng ta sẽ trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Có một điều lưu ý là cái mũi cuối cùng như này, tại sao chúng ta lại không móc mà chúng ta lại móc trượt luôn vào cái mũi đầu tiên của hàng, là bởi vì mọi người còn nhớ không, lúc đầu tiên chúng ta lên một bính ở hàng thứ hai thì cái một bính đấy chính là cái mũi đấy. Nó được ví như là chiều rộng của vòng tròn, nên là chúng ta sẽ không móc vào cái mũi cuối cùng đấy mà trực tiếp móc một mũi trượt vào cái mũi đầu tiên của hàng, là cái chỗ mà chúng ta dùng cái đánh dấu để đánh dấu. Và để lên hàng thứ 3 thì chúng ta lại lên một bính, rồi tháo cái gài đánh dấu đấy ra.
Ở hàng thứ ba chúng ta sẽ có 12 chân mũi từ hàng thứ hai. Và 12 cái chân mũi này sang đến hàng thứ ba chúng ta sẽ chia thành 6 cụm. Mỗi cụm gồm 2 chân mũi. Cách móc của mỗi cụm như sau. Cái điểm mà ta dùng gài đánh dấu chính là cái mũi đầu tiên của hàng. Móc vào cái chân mũi đấy một mũi đơn. Sau đó sẽ dùng gài đánh dấu luôn vào cái mũi đấy, chính là mũi đầu tiên của hàng thứ ba. Như vậy là xong chân mũi đầu tiên của cụm. Sang chân mũi thứ hai của cụm, chúng ta móc vào đây một mũi tăng. Mọi người còn nhớ không? Mũi tăng tức là chúng ta móc vào chân mũi đấy 2 mũi đơn. Như vậy là đã xong một cụm đầu tiên. Và ở 5 cụm tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự như vậy. Cứ chân mũi đầu tiên là mũi đơn, chân mũi thứ hai là mũi tăng. Lặp lại lần lượt như vậy cho đến hết hàng thì tổng hàng thứ ba sẽ có là 18 mũi. Móc xong hàng thứ ba thì chúng ta sẽ trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng để kết thúc hàng thứ ba. Và chuyển sang hàng thứ bốn, chúng ta lại lên một dây bính. Và từ 18 mũi ở hàng thứ ba thì sang đến hàng thứ bốn, chúng ta lại chia thành 6 cụm. Mỗi cụm gồm 3 chân mũi. Cách móc của mỗi cụm như sau. Ở 2 chân mũi đầu tiên của cụm thì mỗi chân mũi sẽ móc một mũi đơn. Ở chân mũi thứ ba của cụm thì sẽ móc một mũi tăng. Bây giờ chúng ta sẽ móc luôn nhé. Chân mũi đầu tiên này, móc một mũi đơn này. Sau đó nhớ dùng gài đánh dấu, đánh dấu vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp theo sang chân mũi thứ hai, móc một mũi đơn này. Chân mũi thứ ba, chúng ta lại móc một mũi tăng này. Như này đã xong một cụm này. 5 cụm còn lại cũng móc tương tự như vậy. Cứ 2 chân mũi đầu tiên thì mỗi chân mũi là một mũi đơn và chân mũi thứ ba là một mũi tăng. Lặp lại lần lượt như vậy cho đến hết hàng thì tổng hàng thứ 4 sẽ có là 24 mũi. Sau khi móc xong hàng thứ 4 thì chúng ta trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Như thế này đã xong phần đáy của chậu. Tiếp tục chúng ta sẽ móc lên phần thân chậu. Đầu tiên sẽ tháo gài đánh dấu ra, sau đó lên một mũi bính. Tiếp theo bước 2 chúng ta sẽ quay cái mặt có sợi dây ngắn này về phía đối diện với mặt của mình. Rồi tiếp tục xác định cạnh BLO và FLO. Cạnh bên trong như thế này được ký hiệu là BLO. Còn cạnh bên ngoài như thế này được ký hiệu là FLO. Cạnh trong này, cạnh ngoài này. Cả hàng thứ 5 này chúng ta sẽ móc vào cạnh BNO, tức là móc vào cạnh sau. Tại mỗi chân mũi BLO chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. Thì tổng hàng thứ 5 sẽ có là 24 mũi.
Một này. Dùng gài đánh dấu vào mũi đầu tiên của hàng. Mũi thứ hai này. Mũi thứ ba. Mũi thứ bốn. Mũi thứ năm. Mọi người cứ móc lần lượt như vậy cho đến hết hàng thì tổng hàng thứ năm sẽ có là 24 mũi. Tiếp theo, để kết thúc hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Như vậy là đã xong hàng thứ 5 và sang hàng thứ 6. Đầu tiên chúng ta sẽ lên một bính. Sau đó từ 24 mũi ở hàng thứ 5, chúng ta sẽ chia thành 6 cụm. Mỗi cụm gồm 4 chân mũi. Cách móc của mỗi cụm như sau. Người lưu ý, ở hàng này chúng ta sẽ bắt đầu móc vào chân mũi. Móc vào chân mũi giống như móc ở hàng 1, 2, 3. Bắt đầu móc cụm 1 ở 3 chân mũi đầu tiên thì mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Khi móc được chân mũi đầu tiên thì nhớ dùng gài đánh dấu vào. Chân mũi thứ 2 này. Chân mũi thứ 3. Ở chân mũi thứ 4 thì chúng ta sẽ móc một mũi tăng. Như vậy là đã xong một cụm. Các cụm sau đó cũng lặp lại tương tự như vậy. Cứ 3 chân mũi đầu tiên thì móc 3 mũi đơn, chân mũi thứ 4 thì móc mũi tăng. Lần lượt như vậy cho đến hết hàng thì chúng ta đã hoàn thành xong 6 cụm, thì tổng hàng thứ 6 sẽ có là 30 mũi. Và để kết thúc hàng thứ 6 thì chúng ta sẽ trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp theo sang hàng thứ 7 thì chúng ta lại lên một bính. Ở hàng thứ 7 chúng ta sẽ móc vào mũi chân mũi một mũi đơn thì tổng hàng thứ 7 sẽ có là 30 mũi. Dùng gài đánh dấu vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp theo mũi thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Và để kết thúc hàng thứ 7 thì chúng ta lại trượt một mũi, trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Và ở năm hàng tiếp theo, tức là từ hàng thứ 8 đến hàng thứ 12, chúng ta có móc tương tự giống như hàng thứ 7, là móc vào mũi chân mũi một mũi đơn. Sau khi móc xong hàng thứ 12 thì lại trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng để chuyển giao sang đến hàng thứ 13. Bắt đầu hàng thứ 13 thì sẽ lên một mũi bính. Tiếp theo ở hàng thứ 13, chúng ta sẽ móc vào cạnh phía bên ngoài, tức là móc vào cạnh FLO. Đây là cạnh trong này, cạnh ngoài này. Chúng ta sẽ móc vào các cạnh ngoài như thế này. Mỗi cạnh ngoài sẽ móc vào một mũi đơn. Thì tổng hàng thứ 13 sẽ có là 30 mũi cạnh FLO. Dùng gài đánh dấu vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp tục mũi FLO thứ 2. Mũi FLO thứ 3. Mũi FLO thứ 4. Mũi FLO thứ 5. Cứ lần lượt như vậy cho đến mũi FLO thứ 30 thì là kết thúc hàng thứ 13. Kết thúc hàng thứ 13, chúng ta trượt một mũi và chân mũi đầu tiên của hàng và chuyển giao sang hàng thứ 14. Ở hàng thứ 14, chúng ta lại móc vào các chân mũi đầu tiên lên một bính, sau đó sẽ móc vào mỗi chân mũi là một mũi đơn. Thì tổng hàng thứ 14 vẫn có là 30 mũi. Mọi người nhớ rằng chân mũi là chúng ta đâm qua hai cạnh.
Móc xong hàng thứ 14 thì chúng ta lại trượt một mũi và mũi đầu tiên của hàng, rồi kéo sợi len dài, dùng kéo bấm để cắt sợi len. Và chúng ta sẽ lật cái hàng 13, 14 ra bên ngoài để làm viền chậu. Dùng kim khâu len để khâu cái phần len thừa ở đáy chậu vào phía bên trong của chậu. Tiếp theo là khâu giấu cái phần len thừa cuối cùng vào phía bên trong của chậu cây. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi viền chậu. Mọi người có nhớ không, ở hàng thứ 5 chúng ta móc cạnh BNO, thì tức là chúng ta móc vào cạnh bên trong ấy, thì vẫn thừa ra cái cạnh bên ngoài là cạnh FLO. Thì bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái cạnh FLO đấy để thành viền chậu. Cái viền chậu này khi móc vào sẽ giúp cho cái đáy chậu nó thụt vào bên trong để chậu có thể đứng được. Hoặc mọi người cũng không cần thiết phải móc cái viền chậu này, nhưng mà nếu mà muốn cái chậu nó đứng được thì mọi người có thể thả một viên đá hoặc một viên sỏi vào trong thân chậu cho nó cứng. Hoặc cũng có thể dùng một tờ bìa cứng cắt thành vòng tròn sao cho vừa với cả đáy chậu, rồi nhét vào trong phần thân chậu. Như video là mình đang đi viền, thì đi viền tại mỗi một chân mũi thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn.
Móc xong rồi thì trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên, rồi kéo sợi len, dùng kéo bấm cắt sợi len thừa. Như vậy là đã xong phần chậu cây. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng len màu nâu đậm để móc phần đất cây. Thì ở hàng đầu tiên chúng ta cũng tạo một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Ở phần móc đất này thì chúng ta sẽ móc theo hình xoắn ốc, chứ không móc kiểu kết hàng như ở phần chậu cây nữa. Tức là móc xong vòng tròn ma thuật, chúng ta chuyển tiếp sang hàng thứ hai luôn. Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc luôn vào cái mũi đầu tiên một mũi đơn, dùng gài đánh dấu vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp tục tại cùng cái chân mũi đấy, chúng ta lại móc tiếp vào đấy một mũi đơn nữa. Thì tổng ở chân mũi đầu tiên chúng ta đã móc vào 2 mũi đơn. 2 mũi đơn cùng một chân chính là mũi tăng. Tiếp tục ở 5 chân mũi tiếp theo, chúng ta cũng móc vào mỗi chân mũi một mũi tăng. Thì tổng hàng thứ hai sẽ có là 12 mũi. Móc xong hàng thứ 12, chúng ta sẽ có 12 mũi. Từ 12 mũi này sang hàng thứ 3, chúng ta chia thành 6 cụm. Mỗi cụm gồm 2 chân mũi. Cách móc của mỗi cụm như sau. Ở chân mũi đầu tiên này, móc một mũi đơn, dùng gài đánh dấu vào mũi đầu tiên của hàng. Ở chân mũi thứ 2, móc một mũi tăng. Như vậy đã xong một cụm này. 5 cụm còn lại cũng móc tương tự như vậy. Cứ chân mũi đầu tiên là một mũi đơn, chân mũi thứ hai là một mũi tăng. Lặp lại tương tự như vậy cho đến hết hàng, thì tổng hàng thứ ba sẽ có là 18 mũi. Xong hàng thứ 3, chúng ta sẽ có 18 mũi. Từ 18 mũi này sang hàng thứ 4, chúng ta lại chia thành 6 cụm. Mỗi cụm gồm 3 chân mũi. Cách móc của mỗi cụm như sau. Ở 2 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi sẽ móc vào 1 mũi đơn. Ở chân mũi thứ 3, sẽ móc vào 1 mũi tăng. Như vậy là đã xong cụm đầu tiên này. Ở 5 cụm còn lại cũng móc tương tự như vậy. Cứ 2 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi là một mũi đơn. Và chân mũi thứ 3 là một mũi tăng. Lần lượt như vậy cho đến hết hàng. Từ 24 mũi ở hàng thứ 4 sang hàng thứ 5, chúng ta sẽ thành 6 cụm. Mỗi cụm sẽ gồm 4 chân mũi. Cách móc của mỗi cụm như sau. Ở 3 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi sẽ là một mũi đơn. Ở chân mũi thứ 4 sẽ là một mũi tăng. 5 cụm còn lại cũng móc tương tự như vậy. Cứ 3 mũi đơn rồi một mũi tăng. Lần lượt như vậy cho đến hết hàng. Thì tổng hàng thứ 5 sẽ có là 30 mũi.
móc sang hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ trượt một mũi trượt vào mũi đầu tiên, hay còn được gọi là mũi bên cạnh. Kéo sợi len để chừa ra một đoạn len khá dài, để dùng đoạn len này để khâu vào với phần chậu. Chúng ta nhồi bông vào trong phần thân chậu. Khâu phần đất và hàng thứ 12, tức là cái hàng FLOA của chậu cây. Khi móc FNOA thì chúng ta sẽ thừa ra cái cạnh BNOA ở bên trong ấy. Thì giờ sẽ khâu phần đất với mũi BNOA đấy.
khâu xong phần đất thì chúng ta đã xong phần chậu cây.